lốc trượt đến từ Yasuo mất RE rồi này. Đam ảo thế, cái gì mà R1E1 đam to thế thì ai mà chơi. Lại là RE2 vào, đai hỏa tiễn vào, rất điểm đối phương cắt R2 ra. Tốc độ xử lý là nhanh quá. Pha này thì không ảo đam nữa rồi. E2 vào cắt R2 ra, sau một tiếng uống E2 vào thì vẫn kịp đánh tay nội tại một đòn. Lại là RE tốt. E2, R2 thoát luôn khỏi trụ. RE cực kỳ hay. Những pha múa RE và cái khả năng xử lý E của thanh niên này khá là tốt đấy nha anh em nhé. E2 vào, sau đó R2 ra, vừa dứt điểm vừa thoát khỏi sát thương từ trụ. Lại là RE tốt này. Lại E vào R2 ra này. Ui, mấy pha đó là thương hiệu Akali rồi anh em ạ. Lại RE thiếu đốt này. E2, R2 đi ra này. Trời ơi, liên tục là những combo nhìn cực kỳ mượt. Lại là RE, E2, R2 vẫn thiêu đốt đủ, vẫn thiêu đốt được anh em ạ. Lại là một tiếng uống E2 và R2 liên tục là cái combo biết bao nhiêu lần. RE tốt, kích sốc điện bằng tiếng uống EQ.